Xin chào mừng các bác anh em đã quay trở lại với kênh của JK Audio chúng em. Ngày hôm nay lên một cấu hình combo với sự phối ghép của một cặp loa VK921 và bộ đẩy liền vang. Thì đây là chiếc đẩy liền vang X23 Pro. Để chúng em sẽ hướng dẫn các anh em từ đầu đến cuối luôn. Đầu tiên là chúng ta sẽ xây dựng một bộ cấu hình combo. Và cấu hình này gồm 3 thiết bị mic, đẩy và loa. Thì em sẽ xác định sử dụng con đẩy trước, cắm nguồn con đẩy. Nguồn đẩy thì thường thường nó sẽ có dây nguồn đi kèm. Và con đẩy này là phiên bản quốc tế sẽ sử dụng điện 220. Nên là các anh em cứ cắm trực tiếp vào cho em, không phải lo. Có những cái dòng khác nó sử dụng điện 110 thì mới sợ thôi, dòng này 220. Và em lấy nguồn vào của một sợi dây AV qua đường tín hiệu từ trên TV đi xuống, nó sẽ có đường in. Còn hai cái đường bên này là đường xuất ra center và đường ra sub. Thì các anh em có thể đấu với sub điện này, main, rep, line. Cái này có thể cắm xuống đẩy hai kênh nữa. Đường sub đẩy được, đường center đẩy được. Đây ra sub, hai cổng này ra như nhau, hai cổng này ra như nhau, hai cổng này ra main chính, nó giống như đi kèm với power của cái con này khi mà pre xử lý xong. Trong cái con này là đẩy liền vang và nó sẽ có vang số là 1 và đẩy công suất. Về phần đẩy công suất thì nó sẽ có hai cửa ra bằng new trích và hai cửa ra bằng cầu đỏ đen. Thì em sẽ đấu trực tiếp bằng hai đường cầu đỏ đen, còn new trích sẽ dành cho loa full thôi. Em sẽ cắm loa vào. Anh cắm loa vào cho em. Lưu ý cho em là đỏ là dương và đen nó sẽ là âm. Đây là quạt gió này. Bên này nó sẽ có thêm cổng vào như Costco này, đồng trục này. Còn đây là đường cổng quang OBT. Còn cắm mic thì ở đằng sau của con đẩy nó sẽ có hai mic, mic 1 và mic 2, chúng ta cắm vào mic nào cũng được. Còn là bộ mic không dây VK321 hay bất cứ bộ mic nào thì thôi, ta sẽ cắm vào đường mic output 6 ly đây là chung, còn thường thường em thích chia là mỗi mic một dây cũng được. Lật mặt ra trước để khởi động nguồn lên và test nhà các anh em nghe thử. Giới thiệu thêm về đôi loa. Đây là đôi loa VK921, dòng loa thùng bát 30 nhiều đường tiếng. Cấu hình này được coi là nhiều đường tiếng nhất trong cái dòng phân khúc 30 dòng loa thùng. Một bát 30 gần mút xốp. Một con trung 20 đánh giá trung trầm, một con trung 16 đánh giá trung cao, một siêu chép đầu đạn hỏa tiễn và ba chép bằng giấy. Màu ốp vân gỗ trên đỉnh. Chiều cao là 84 cm, ngang 40, sâu 34. Giá bán hiện tại đang là 8 triệu đồng. Đặc biệt cấu hình combo này chúng em phối ghép với X23 thì X23 có giá là 15 triệu. Bộ mic 321 có giá là 3 triệu là 18 triệu. 18 triệu cộng 18 triệu nữa là 26 triệu cấu hình combo này. Và theo cái chương trình khuyến mại thì có bộ mic không dây đi kèm mà là bộ mic 49 thì chúng em sẽ giữ lại bộ đấy và sẽ chiết khấu với anh em 1 triệu là còn 17 triệu đồng cho cấu hình combo. Em số lại còn 27 triệu đồng cho cấu hình combo này. Và mọi thông tin chi tiết các anh em liên hệ trực tiếp qua số hotline công ty nhé. Hiện tại thì em sẽ khởi động toàn bộ lên và test một bản nhạc. We'll be right back.